Có ù ấy được không? Không, ù gì bác. Trừ những dây rắc nó cũ quá là mới ù. Đây ù, giờ chống hú, chống ù. Tối hang bà ngủ vừa ngủ vừa hát. Toàn thể đi hát là ngủ thì ngủ, lúc học xem phim xem. Đóng cửa kín này hàng xóm sao nghe tiếng được. Không nghe thấy, không nghe thấy đâu. Mà mời cha nhân lễ cưới. 11 tháng 11 sen đỏ theo số đỏ, hàng ngàn sản phẩm giá chỉ 11.000, mở ngày ứng dụng sen đỏ nha. Đấy, bà bảo chúng tôi xem nghe có ai hỏi. Đâu ạ, tâm nghe. Không, có người đang hỏi. Đã quen biết nhau từ lâu, chẳng vừa rồi những lúc hai chúng ta còn thơ, khi nhà chung xóm lối chung đường. Mình đâu gần quá đối diện với bát chép. Anh đường ôm ấp kỷ niệm em chào. Anh đã ghi câu mình hứa thương cho. Xin chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số. Trước khi bắt đầu thì mời các bác và anh em hãy cùng cho em một cái like, bấm đăng